Sau cái video mà shop lên những cái chiếc tay cầm có dây đáng mua, bán chạy bậc nhất tại shop tay cầm để anh em lựa chọn, thì cũng có rất nhiều anh em inbox, anh em hỏi là ngoài những chiếc tay cầm có dây đó thì mình muốn chơi thêm cả không dây. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc tay cầm không dây đáng mua nhất, bán chạy nhất tại shop tay cầm. Và mình sẽ chia thành hai phần, một phần là những chiếc tay cầm ngon bổ rẻ, đâu đó chỉ khoảng 500-600 quay đầu, và những tay cầm cao cấp hơn, những chiếc tay cầm xịn sò hơn thì shop sẽ làm ở phần 2 các bạn nhé. Và hôm nay thì sẽ làm phần 1, những chiếc tay cầm không dây bán chạy nhất, đáng mua nhất dành cho anh em với mức giá ngon bổ rẻ nha. Đầu tiên thì sẽ là phiên bản PES 4Z14. Phiên bản này thì giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại, giá đâu đó chỉ khoảng 3 đồng mà thôi. Đấy cũng là một trong những tay cầm mà shop bán chạy bậc nhất trong cái form tiền, đâu đó chỉ khoảng 300k PES 4Z14 nha. Tiếp theo đó sẽ là P4 Plus T28, luôn lọt top bán chạy best seller tại shop tay cầm với tầm giá khoảng 4 đồng, với form dáng giống với PES 5 thì con này được anh em tôi chuộng rất nhiều. Không chỉ chơi được không dây thì những con tay cầm như T28 hoặc là P4Z trước thì anh em vẫn có thể cắm dây để chơi như một chiếc tay cầm có dây như bình thường nhé. Nhưng mà dây nó sẽ là dây rời, không giống như những cái dây liền ở cái tập trước mà chúng ta làm những chiếc tay cầm có dây. P4 Plus T28 có tới 7 bảng màu để anh em lựa chọn, giá chỉ đâu đó khoảng 4 đồng mà thôi em nhé. Tiếp theo đó thì sẽ là người anh em của T28. Đây là phiên bản T411, phiên bản ra đời sau của T28. Phiên bản này thì cũng chơi được cả dây cả không dây, ngoại hình giống, tương đối giống với PES 5, thì có thể nói là phiên bản anh em của T411. Chiếc tay cầm này thì có phần nào đó hơi đầm chắc, cứng cáp hơn so với T411, và giá cũng chỉ khoảng đâu đó khoảng 4 đồng để anh em lựa chọn mà thôi nha. Tiếp theo đó thì không thể không nhắc tới T4 Pro. Con tay cầm này thì shop đã bán rất lâu rồi, từ những cái thời điểm đầu tiên về tay cầm thì T4 Pro đã lọt top bán chạy, và cho tới thời điểm hiện tại, cho tới năm 2024 thì T4 Pro vẫn được sản xuất, vẫn được phân phối và bán rất chạy với cái tầm giá 6 đồng của mình. Nó sẽ là phiên bản đàn anh nâng cấp hơn của T4 Pro, có thể chơi được không dây, có adapter, chơi được cả trên điện thoại và có map phím ở phía sau tay cầm nhé. Đấy, anh em có thể map cô những tổ hợp phím chơi làm sao cho nó tiện nhất với nhu cầu của mình nha. T4 Pro rất đáng mua trong tầm giá 6 đồng của anh em. Đi cùng với đó sẽ là một thương hiệu chính hãng đến từ Việt Nam, đó là Era. Era 7601 và 7602 thì có lẽ là rất là nhiều anh em đã từng biết đến rồi. Với việc được bảo hành chính hãng lên tới 24 tháng và mức giá cũng rất thơm, chỉ khoảng hơn 400k thôi, thì một con 7601 thì sẽ là giống với form của PES, khi mà hai cần analog nó sẽ gần nhau. Còn anh em nào thích form của inbox thì sẽ có 7602. Đây là với hai con tay cầm ngon bổ rẻ của Evra, nó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn nhé. Con 7601 này thì có thể chơi được thêm cả có dây nhé, cắm dây thì vẫn dùng được, và 7602 thì chỉ chơi được không dây qua adapter mà thôi. Nhưng dù sao thì qua adapter thì hai con này kết nối rất mượt, gần như là không có độ trễ gì trên không dây luôn nhé. Bảo hành 24 tháng, anh em chơi cực kỳ yên tâm. Tiếp đó thì hai mẫu tay cầm đến từ nhà PXN, đó là PXN P3 và P6. Hai mẫu tay cầm thì cũng vừa mới cập bến shop tay cầm chỉ khoảng vài tháng thôi, nhưng cái số lượng đặt hàng cũng rất là nhiều về mẫu tay cầm này. Nó cũng chơi được cả dây, cả không dây, có adapter, chơi được trên cả iOS, cả Android, với tầm giá loanh quanh chỉ khoảng 500k dành cho PXN. Đây luôn là những lựa chọn tốt nhất để anh em có thể trải nghiệm trong tầm giá đó nhé. Một thương hiệu chính hãng rất là bền, cần analog chuẩn đét luôn. Anh em muốn trải nghiệm thì có thể ghé qua shop tay cầm để trải nghiệm P3 và P6 nha. Giá chỉ có khoảng 5 đồng thôi, thì mình nghĩ đây cũng là một lựa chọn rất lý tưởng để anh em có thể dùng tiền. Tiếp đó thì khi mà T4 Pro có phiên bản có dây là T4 VK, thì Ile L718 phiên bản có dây thì nó cũng có những phiên bản không dây. Và đây là Ile L716 phiên bản không dây, phiên bản màu đen. Nó có cả một màu xanh nhạt cơ, nhưng hiện tại thì đang hết hàng. Với phiên bản màu đen này thì nó có ngoại hình tương đối giống với bản có dây, vẫn có map phím phía sau, nhưng nó sẽ có thêm một cái adapter để anh em có thể chơi được không dây. Anh em nào thích chơi có dây thì có thể L718, còn chơi không dây thì có thể lấy L717 như thế này anh em nhé. Một thương hiệu rất uy tín đến từ Nhật Bản, Ile rất là quen thuộc với những anh em đã từng chơi qua những cái tay cầm của Nintendo. Giá con tay cầm này thì sẽ khoảng đâu đó khoảng 6 đồng nha anh em. Và đó là những chiếc tay cầm không dây rất ngon bổ rẻ để anh em có thể lựa chọn với tầm giá ngon bổ rẻ, giá chỉ từ 3 đồng cho tới khoảng 5-6 đồng ở video ngày hôm nay thôi. Đây sẽ là phần 1 những chiếc tay cầm không dây ngon bổ rẻ, và phần tới thì shop sẽ làm những chiếc tay cầm không dây cao cấp
xịn sò và đáng mua hơn chắc chắn thì sẽ có mặt của PS5 và Xbox Series X rồi. Tất cả những mẫu tay cầm này thì đều đang sẵn hàng tại shoptaycầm.com. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shoptaycầm để trải nghiệm cầm nắm và mua sắm nha. Còn nếu như anh em ở xa ấy, thì có thể đặt hàng online tại shop để shop giao tận nhà cho anh em nhé. Bây giờ cũng là cái thời điểm gần Tết rồi ấy, nên là tầm đến cận Tết ấy, thì có thể một số đơn vị vận chuyển họ sẽ không làm việc ấy. Nên anh em muốn sở hữu ngay để trước Tết thì anh em đặt hàng thật sớm nhé. Vì một số anh em gần Tết gấp gáp quá ấy, bên COD họ nghỉ thì không giao được cho anh em trước Tết thì shop rất là áy náy luôn. Có lẽ là như vậy thôi. Hôm nay là một cái video rất là ngon, bổ rẻ, rất là đầy đủ về những mẫu tay cầm không dây để anh em lựa chọn. Có những câu hỏi gì, những thắc mắc gì, anh em có thể liên hệ ngay với shop tay cầm để giải đáp cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và chúc anh em một ngày tốt lành nha. Shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn.